cho nó cẩn thận một tí. Thế này nhá, đây là thầy lấy một cái file này để làm chơi thôi, giống như hôm trước mình lấy file mẫu thôi, không có cái gì. Hôm trước các bạn để có để ý là các bạn sẽ thấy cái ánh sáng nó chiếu xuyên qua cái cửa sổ này này, nó có cái tia, nó tia sáng đi qua, nó có hạt bụi ha, có bụi luôn, có tia luôn nha. Giống như bình thường đứa nào mà ở quê có biết là ánh nắng buổi sáng sớm hay buổi chiều hay kể cả trưa nó xuyên ngoài không khí, và nhất là trời lúc nào có khói có sương là nó sẽ tia, nhất là ở thành phố thì các bạn nhìn những cái đèn đường buổi tối, nhất là lúc mà vừa mưa xong nó hơi nước nhiều, các bạn sẽ thấy rất rõ tia sáng và cái hơi nước nó bụi bụi như thế. Thế thì các bạn làm nó không có khó. Ở đây nó có vài cách làm như này, đôi khi các bạn sẽ cần phải làm để xem có cái hình như này. Đây là những trường hợp thầy làm tia sáng này. Đó, các bạn sẽ thấy trên màn hình nhìn nó không rõ lắm, nhưng các bạn sẽ thấy thầy làm những cái tia sáng của cái đèn sân khấu này. Thầy không hề có làm Photoshop một tí nào cái này cả. Tất cả những cái này đều là làm đèn để cho nó tạo ra cái tia sáng ở đây. Cái tia sáng này là thầy không còn không thèm làm cái hạt bụi trong đấy nữa. À, đây còn ánh sáng qua cửa sổ là thầy sẽ làm cái hạt bụi ở trong đấy nữa thì mình nó hay. Ha, các bạn sẽ thấy vẽ cái này là hoàn toàn là dùng ánh sáng để nó phát tia ra. Thế thì nó có vài cách để làm như sau. Cách thứ nhất, giả sử thầy muốn tia nhé, để thầy giảm cái nguồn đèn này thì các bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng tia tiếp các thứ trước khi render nhé. Mày còn đứng nữa, do cái tội là cái này cả màn hình nó yếu mà này ra gió. Đây, cái đèn này tạm thời thầy tắt đi đây nhé. Cái đèn qua cửa sổ này để các bạn sẽ nhìn thấy cái này, cái đèn đâm này 0.1. ok, thì các bạn chú ý ở đây các bạn dùng đèn mặt trời cũng được, nhưng cái mặt trời này á hãy nhớ là nó rất là mạnh, lên cái độ cao như này cũng không ăn thua với độ cao như này, thì cường độ các bạn cũng làm cực kỳ nhỏ. Còn nếu các bạn bật lên cường độ các bạn sẽ làm rất là nhỏ lắm nha. Cái intensity multiplier này, cường độ này 0.01 là đã là mạnh rồi ha. À, đã là sáng lắm rồi, thậm chí các bạn thêm con số 0 nữa, 0 ở đây cho là 2 đến 5 thôi ha. Nhỏ như vậy đấy. Ở đây đối với cái mặt trời thì nó sẽ có cái này này. Thứ nhất là cái size multiplier thì nhỏ nhất là bằng 3 5. Còn bình thường nếu như các bạn muốn có nó đỡ gắt những cái bóng nắng qua cửa sổ ấy, nó đỡ gắt về cái bóng, thì các bạn sẽ phải đẩy cái bán kính này rất là lớn, nó có khi bằng 20 30 50 không chừng đó, 20 đó to như này này. Thì trên thực tế ngoài đời thực cái mặt trời nó rất là to, và kể cả các bạn dùng cái đèn nào đó các bạn dọi một cái nguồn sáng nó rất là to, nó dọi vào một cái vật thể nào đó, đó các bạn sẽ thấy nó dọi vào như thế này, thì các bạn sẽ thấy nó đây do cái đèn này nó rất là nhỏ, đèn của máy chiếu này rất là nhỏ, các bạn thấy cái bóng nó gắt không? Thế nếu một cái nguồn đèn nó quầng nó to giống như cái đèn này, để cái tay đây các bạn sẽ thấy cái bóng ở đây nó mờ, nó không có nhỏ nữa, là bởi vì được cái nguồn sáng xung quanh nó tràn vô hai bên, nó làm cho nhạt cái bóng đi đó. Thế cái mặt trời nó dậy, các bạn muốn cái bóng nó đừng có gắt, thứ nhất là cường độ nhỏ thôi, đừng có ham to, thứ hai là cái đường kính to ra thì cái bóng nó không có gắt nha, được chưa? Đó là trường hợp thứ nhất. Được. Và ở chỗ này ở đây cái turbidity có nghĩa là cường độ bụi ở trong không khí, tức là có thể đẩy lên cao thì nó sẽ ánh sáng nó vàng hơn và nó có cái bụi bụi một tí, nhỏ nó không ăn thua, với mặt trời thì không ăn thua lắm nha. Nên các bạn cũng có thể là rồi. Còn đối với cái đèn này, chút nữa thầy sẽ nói là thầy toàn dùng cái đèn này để làm bóng nắng trong cái cửa sổ để cho nó nhẹ file đi một tí nha, nó nhẹ hơn, nó gắt hơn cái mặt trời ấy. Nhưng mà nó lại nhẹ file hơn, nó chạy nhẹ hơn, tùy các bạn thôi. Thế nhưng mà như thế này, thầy sẽ hướng dẫn thêm một cái trường hợp nữa mà nhiều lúc các bạn cũng sẽ muốn làm tia sáng từ một cái nguồn đèn nào đó nó rọi trên trần
nó dọi xuống, hay là một cái đèn, chỗ cái đèn ngủ đôi khi nó dọi bóng lên đâu đó, thì làm chơi thôi để các bạn hiểu về cách làm tia sáng cái đã. Sau đó thầy mới hướng dẫn tới là cái làm tia từ đây vào, vừa có bóng nắng, vừa có tia sáng, vừa có bụi ha. Đấy, cách làm như thế này. Bất kể nguồn đèn như thế nào, bây giờ thầy sẽ nhấn phím F vào này, thầy sẽ vẽ một cái như là L đây, ở đây đi, cái cửa sổ ra đây đi, coi như thầy vẽ một cái nguồn sáng từ trên cái đèn này nó chiếu xuống cái giường nha, làm chơi thế nha. Đó, thì các bạn làm bằng cái đèn nào cũng được, thường thầy làm bằng cái loại đèn như này, ở trong cái standard thôi, lần này lại dùng standard không dùng V-Ray. Các bạn dùng cái thằng tẹt vít sport kéo từ trên cái đèn trần, giả sử ở trên đây có cái đèn rọi xuống nhé. Đó, các bạn kéo xuống cái này, không cần kéo dài cái này đâu, mất khi thi thoảng các bạn mới cần dài nha. Để nói cái này á, bởi vì khi nào các bạn cần dài, khi mà các bạn muốn giới hạn cái nguồn sáng này, riêng cái loại đèn này nó hay ở chỗ là các bạn muốn giới hạn ánh sáng đi tới đâu thì nó đi tới đó thôi, nó không đi mãi đâu nha. Đó, cái đèn tẹt vít sport này này có nhìn rõ không? Cái này nó cái máy chiếu này nó đang có vấn đề gì, nó mất bố này, nó vàng, hơi chịu khó xem xanh xanh tí ra ha, nó cái rắc cảm cắm đấy. Thế thì cái loại đèn này á, thứ nhất là các bạn sẽ điều chỉnh ở đây cường độ ánh sáng, các bạn có chỗ thể bằng hai cũng được. À, tạm thời là như thế đi, là hơi mạnh đó, hơi mạnh đó, không sao đâu. Thứ hai nữa là cái shadow, ở đây các bạn sẽ dùng các bạn dùng cái mask shadow đều được ha. Dùng cái gì cũng được, thông thường thì muốn cho nó nhẹ nhàng hơn một tí thì các bạn thể dùng cái V-Ray shadow, nó cái bóng nó nhẹ hơn một tí ha, thế thôi. Nhưng shadow các bạn phải bật lên ha, on thì đến bật rồi, multiplier để như này. Tiếp theo nữa là gì, trước khi để quyết định được để các bạn nhìn thấy cái tia sáng thì nó chốt hạ quyết định ở đây, thế nhưng mà thầy điều chỉnh những cái giá trị ở phía dưới này trước, bởi vì cái nguồn đèn nó đang re là quá mạnh quá nhiều, thì các bạn điều chỉnh nó như thế này, chỗ như này đây là cái chỗ thầy quyết định nó là độ xa nguồn sáng này, nó có thể bắt đầu lia ở đây, có giá trị là lia, nó gần là bắt đầu, nếu bạn nhấp vào đây cái nguồn sáng nó bắt đầu sáng ở đây, điểm không là bắt đầu từ cái đầu đèn ấy, giống như thực ấy, là nó bắt đầu phát sáng từ cái nguồn đèn chứ, giống như cái máy chiếu này này. Cái máy chiếu này nếu giả sử bây giờ có hơi nước hay có khói ở đây, các bạn sẽ thấy cái tia sáng này từ máy chiếu chiếu vào đây này đó, thế thì là lia là gần đó. Nếu các bạn sâu lên thì nó sẽ thấy nó, nhưng mà nó mệt quá, nó pha là đoạn xa đấy, là các bạn sẽ thấy cái vòng này nó đi đến đây này, nó đi đến đây này, ánh sáng nó đi đến đây là đi qua cái sàn nhà này rồi đó. Đôi khi các bạn không muốn như thế, hoặc là nhiều lúc các bạn lẽ đèn sân khấu các thứ, nhiều trường hợp sau này các bạn làm nội thất, như một nội thất karaoke, nội thất một cái sân khấu nào đó cũng vẫn là nội thất thôi, một nội thất một cái sảnh ấy, một cái phòng họp hội nghị, một cái kiểu là những cái không gian khách sạn nó cho thuê đó, thì các bạn hay phải vẽ những cái đèn đó ha, cũng phải vẽ rất là nhiều, người ta tổ chức tiệc sự kiện gì đó nó có đèn đó thì các bạn phải vẽ cái này ha. Cái này nó không chỉ ứng dụng trong cái lĩnh vực nội thất quảng cáo đâu, mà nội thất thuần các bạn lâu lâu vẫn dùng, karaoke, cà phê lâu lâu vẫn xài, hãy chú ý cái trường hợp này. Thì cái lia pha, cái pha này nó xa quá các bạn kéo nó gần lại đó, hoặc xa ra đấy. Nếu các bạn kéo gần như này thì đây này nó có hai cái bán kính đó, nó có hai cái bán kính như đây này, là cái chỗ này là nhẹ mạnh này đấy, nó kéo đến đây này, ánh sáng nó chiếu có tới đây thôi, cho dù các bạn kéo cái đầu này nó tít dưới đây hay từ trên lầu 2 xuống lầu 1 mà các bạn mà làm cho giới hạn ánh sáng nó đi pha này này, chiều xa ấy, nó được có nhiêu đây thì nó được chỉ được đi được đến đến đấy, nó ngưng, nó nhẹ dần đến đấy ngưng đó. Còn nếu các bạn không giới hạn thì nó đi được khá là xa, gặt đặt gần này đôi khi nó xuống dưới đất, nó có bóng ở dưới đất luôn đó, thì tùy các bạn nha. Giả sử thì để chơi chơi lưu ý này một tí nha, nó rất là ngắn, không 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 có sao. Nào, tiếp tục ở đây có cái chỗ này là chỗ các bạn cần quan tâm là cái spotlight, nghĩa là cái bán kính này nó lớn quá, thông thường các bạn sẽ cho cái này nó nhỏ lại, nghĩa là cái phần phần này này từ đây đến đây là phần chiếu sáng mạnh nha, từ đây đến đây là cái phần chiếu sáng rất là mạnh gắt. Thế
Thế còn cái bánh quính ngoài là cái phần chiếu sáng nhẹ mảnh đó, đúng rồi, kéo cái là quá đó, thì kéo cái phần này ra nó chỉ chiếu khoảng như này hết cái giường. Thế cái này cái chiếu nhỏ này thì kéo bằng cỡ khoảng 2 phần 3 như này đó, thì khoảng từ đây đến đây là khoảng chiếu sáng mạnh, khoảng ngoài đây là nó sẽ nhạt, nó yếu dần yếu dần yếu dần đi đó, để các bạn có được cái đèn giống như thầy vẽ ở đây đó. Nó thầy, cái này thì thầy giới hạn nó hơi gắt, có cái này này là các bạn sẽ thấy cái chỗ này thì giới hạn, nhìn ở dưới máy chiếu chả thấy gì thế trời, đó là chiếu nó mạnh lên thì đó là chỗ này rồi. Ok, tiếp theo lúc này thì các bạn mới giới kiểm soát được, một là cường độ, hai là giới hạn phạm vi, đúng các thuộc tính của ánh sáng nha, cường độ này, giới hạn phạm vi này, khoảng cách này, là các bạn vừa mới kiểm soát được cái yếu tố đó của ánh sáng. Nhớ 5 yếu tố của ánh sáng ha, cường độ, giới hạn, phạm vi. Rồi còn cái vấn đề nữa là các bạn sẽ để nhìn thấy được nó, được tia sáng thì các bạn sẽ phải tạo ra áp suất môi trường, chứ không có phải tự dưng mà có được đâu. Cái đèn ngoài trời thực tế đây các bạn có thấy đâu, nhưng nếu giả sử bạn nào thử hút thuốc phà khói lên chỗ này các bạn thấy ngay, hay là các bạn xịt hơi nước thôi là các bạn sẽ thấy ngay. Ngay cả những cái đợt biểu diễn ánh sáng ở SEA Games vừa rồi, rồng phượng ấy, là người ta phải phun ra cái hơi nước, à, hạt hơi nước ở cái dạng la lô nhỏ, thì cái ánh sáng nó đi tới chỗ đó rồi nó mới phản xạ ở cái hạt hơi nước ấy, à, nó mới có được, cái trời khô còn lâu mới có. À, ok, à, thế thì bây giờ các bạn chỉnh sửa cái yếu tố môi trường như thế cho nó như sau. À, quan trọng nhất ở cái chỗ này, cái thẻ intensity ở chỗ này, ở trong cái decay, decay là giới hạn nha, các bạn nhìn thấy đọc được cái chữ decay này không? Decay nghĩa là giới hạn, thì các bạn định nghĩa nó là các bạn sẽ invert, đảo ngược lại, nghĩa là các bạn sẽ lấy cái phần ở bên trong, phần bên trong này đó. Nhớ nha, cái chỗ này là chỗ quyết định, à, các bạn buộc lòng phải chọn ở chỗ là cái thẻ decay giới hạn, là các bạn chọn invert, đảo lại lấy một cái phần bên trong, không lấy môi trường bên ngoài ha. Đó, ok được chưa? Rồi cái chỗ này là bắt buộc vào cái màu sáng này, giả sử nha là thầy đổi sang màu hồng chơi chơi thôi nha, để cho nó có màu, màu gì thì tùy các bạn thôi ha. Rồi ok được chưa? Tiếp theo cái này mới là chỉ riêng như thế này là đủ để các bạn sẽ thấy cái tia sáng một chút, nhưng mà nó chưa tốt. Các bạn muốn tốt thì các bạn sẽ phải tăng cái áp suất của không khí lên ha, bằng cách là đâu rồi, đây là đợi thêm một tí. Lâu không đụng vào cái đâu rồi, cái atmosphere đâu rồi ta, đó là phải chọn nó mới, mới xuất hiện ra. Ủa đâu rồi ta, cái này bác các bạn cái này chắc cái V-Ray này nó hơi khác tí. Bạn các bạn làm như sau, chọn cái áp suất là như sau. Các bạn sẽ vào trong cái nhấn phím số 8 là vào trong cái environment đó, hoặc là phía vào render đây này. Đó, số 8 này, environment này ha. Vào đây. Thì ở trong đây nó có cái môi trường gọi là atmosphere, nghĩa là áp suất không khí ha. Ở ở trong này. Đó. Đâu rồi, nó này đang hơi mệt, ambient exclude, nhưng nó ở bên ngoài cái đèn này là các bạn chọn nó được ngay đây cái atmosphere ở phía dưới. Chú ý nhá, nhấn phím số 8 các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy cái atmosphere ở đây, nghĩa là áp suất không khí. Các bạn sẽ chọn vào là một cái volume line ha, chọn cái volume line ở đây. Thực ra cái này là thầy đã làm rồi ha, đã làm rồi nên nó có ở đây. À, bởi vì thầy làm cho cái đèn này này thì cái volume line này này nha, đó là các bạn bình thường các bạn chắc sẽ không thấy có. Các bạn nhấp vào cái chữ add này, cái add này nó sẽ có một vài cái lựa chọn. Thứ nhất là cái up cái file effect là cái hiệu ứng lửa, tia sáng của lửa. Hiệu ứng thứ hai là fog, nghĩa là cái hiệu ứng sương mù. Cái này đòi hỏi máy các bạn mạnh tốt thì render nó ngon, chứ nên đừng có tham.
Đấy, cái volume fog và cái volume light là các bạn lên dùng cái này rất là nhẹ ha. Nó còn cái vari tông nữa, sau này các bạn tìm hiểu thêm ở trên mạng nó hướng dẫn một số cái như này để các bạn tạo ra cái cảnh ngoại cảnh. Bọn dân kiến trúc thì nó rất ưa mấy cái này để nó diễn tả một cái ánh sáng đèn đường đêm khi chiếu vào trời vừa mưa xong, diễn tả ở dưới đường có mưa loang lổ, đèn đường dọi xuống có hơi nước, nó rất nhìn nó đã lắm ha. Đấy, thì nó sẽ dùng cái volume light và volume vari tông cộng thêm cái fog. Đấy, fog là sương mù ở đây ha. Đó thì các bạn ok, ở đây là các bạn sẽ ạt ở đây được một cái này vào đây, xong chưa? Xong rồi. Nhưng nếu muốn đẹp, nếu muốn đẹp thêm thì các bạn sẽ kéo xuống dưới đây một tí, để ý nhìn chỗ này có cái thẻ noise ha, có cái thẻ noise, các bạn sẽ chọn ở đây nhấp vào cái giá trị noise là các bạn sẽ sử dụng noise. Nhưng cái sử dụng noise này, cái hạt các bạn cho nhỏ thôi, cái size cái áp một cái ở mao này này các bạn sẽ tăng lên cỡ khoảng bằng một cũng được ha. Thường là thầy cho bằng 0.5 đến 1. Cái size này nó nhỏ quá, à lớn quá, size bằng 20 ở đây là nó lớn quá, các bạn sẽ cho bằng cỡ khoảng bằng 5 thì là đẹp khoảng đó ha. Nhớ nha, cái atmosphere này này các bạn sẽ sử dụng noise nhiễu hạt thì nó sẽ tạo ra cái hơi nước và cái độ hạt nhiễu hạt trong không khí thì nó sẽ tạo ra những ánh sáng nó đi không liên tục, nó nhiễu ha. Đó thì nó sẽ hay ha. Ok, đó là cái cách làm cái volume light. Ở đây thầy sẽ chuyển hướng cái đèn này từ đây qua đây để bây giờ thầy tiện thầy làm luôn cái đèn này cho các bạn coi. Cái đèn này thì giả lập ánh sáng mặt trời ha. Thì cái khoảng chiếu sáng mạnh nhà các bạn để như này là đang hơi lớn ha. Trước tiên là thầy bật lên đã ha. Thứ hai là shadow, thầy cũng dùng cái shadow map cho nó mềm một tí, cho cái shadow vray nó mềm hơn một tí ha. Nhớ cái chỗ đấy, coi như thầy nhắc lại bài lần thứ hai thôi cho các bạn nhớ cái trường hợp này, trong tí nó render luôn thể chứ không nó mất thì giờ ha. Đấy, trong cái cường độ intensity các bạn để bằng 1, bằng 2 cũng được, thầy đang để thử bằng 2 nó hơi mạnh nhá. Đó, thầy cứ để thử bằng 2. Nhớ trong cái decay, cái thẻ decay này cái định nghĩa về cái thuật toán sử dụng trong cái việc là giới hạn. Decay là không giới hạn, nhưng các bạn sẽ đảo ngược lại. Nó là invert, nghĩa là đảo ngược lại, nó là giới hạn trong cái phần chiếu sáng này thôi. Nó không có tất cả mọi cái ha. Clear pha ở đây các bạn cũng có quyền dùng, nhưng trong trường hợp này thầy không dùng, cho mày đi thẳng tuột luôn. Các bạn vẽ từ đây đến đây nó vẫn đi hết xuống như đây, chứ không phải là cứ vẽ tới đây nó đi đến đây đâu. Cái này là cái điều hướng thôi ha. Vì ở đây các bạn không hề giới hạn cái ánh sáng nó đi từ đâu đến đâu, nó sẽ đi hết mức của nó trong cái thuật toán của nó thôi. Ở trong này có cái direction, cái này cũng giống như cái thằng này, là các bạn sẽ đi giới hạn vùng chiếu sáng mạnh và vùng chiếu sáng yếu ha. Đó, là thằng này là các bạn sẽ chọn vào cái direct. Ở đây các bạn sẽ cho giảm cái chiếu sáng mạnh xuống một tí, nó nhỏ nhỏ thôi, nó đừng nó to, nó gắt quá, nó sẽ rất là gắt, cái tia nó làm cho cái bóng của đối tượng nó rất là gắt, các bạn giảm xuống. Thông thường thì sẽ cho là từ 100 đến 300 tùy những cái trường hợp ha. Đó, 100 như này. Còn cái thằng này nó tới cái bán kính rộng như này thì nó tùy, nó rộng bao nhiêu cũng được, nó to hết cái cửa sổ, hết cái nhà này, tùy các bạn cái độ lớn của cái này nha. Đó, thì nó sẽ chiếu sáng rộng hơn. Đó, các bạn có thể kéo hướng nó rộng rộng cỡ khoảng bằng cái cửa sổ như này là ok. Tại sao nhìn thấy bằng là các bạn nhìn trên mặt trên này này, cái chỗ này nó qua cái cửa sổ đấy, nó vừa tới đây đấy, nó sẽ chéo chéo đây nên thì đẩy dích cho nó vào khá giữa cái cửa sổ này. Đó, được chưa? Để chúng ta sẽ có được cái đúng cái vị trí, cái hướng chúng ta mong muốn, được chưa? Sau đó ở đây nó có một số cái thẻ này, các bạn sẽ chú ý là cái advanced effect này, đôi khi các bạn sẽ áp vào đây một cái map được bình thường, thì cái tia sáng này nó chiếu theo cái hình dạng của một cái map, giống như cái đèn trong karaoke các bạn thấy nó áp cái map nào thì nó hắt ra ánh sáng của cái map đó, là ngôi sao, là bông hoa, là cái gì thì nó hắt ra cái đó ha. Cái này các bạn dùng cũng được tùy, nhưng mà trong nội thất thì nó không có xén xúa như thế đâu. Riêng cái thằng đèn này thì các bạn sẽ thấy trong cái thẻ vray shadow nó có cái atmosphere ở đây. Thằng này đáng nhẽ là bình thường là ở đây, thằng quỷ này đây, bây giờ mới kéo lên mới thấy mới xả, chứ lúc nãy không có. Thế thì để thầy áp vào đây, bình thường các bạn bật bên cái F8 là được rồi. Thế nhưng mà các bạn bình thường các bạn sẽ làm bằng cái này, thì bên F8 các bạn quay sang đó các bạn điều chỉnh cái hạt noise thôi, nhiễu hạt thôi nha.
áp mấy lần thì không biết nó có bị lỗi không đây, thì cứ làm cho các bạn coi. Đây các bạn nhất là chứng ạt. Đây thì nó cũng có hai cái, với thằng này thì nó chỉ cho hai cái hiệu ứng thôi, là volume light hoặc lens effect. Lens effect là những cái hiệu ứng tóe sáng ấy. Tóe sáng của tia sáng khi các bạn chụp bằng cái điện thoại thì ít thấy, nhưng mà những cái máy chụp ảnh xịn ấy, các bạn muốn nó mấy tia nó có mấy tia, 4 tia, 8 tia, 16 tia. Đó. Những cái kính lọc sắc của máy ảnh xịn nó có khả năng lọc sắc ra được như thế, mấy tia muốn mấy tia thì tia. Cái này các bạn làm hiệu ứng sau bằng trên cái V-Ray sau khi render xong là dùng cái đó được luôn. À, nên là các bạn dùng cái volume light thôi. Ok một cái. Đấy. Khi có ok thì các bạn nó mới vào đây thôi, nhưng các bạn sẽ cần phải nhấp vào cái volume light này. Các bạn set up thì cũng giống như cái việc là các bạn vào trong cái số 8 ấy, để các bạn vào đây, các bạn set up cái giá trị này thôi. Đây này, từ nãy giờ ạt quá là trời ạt này. Delete thì delete đi để dùng một cái này thôi. Đó, nhưng mà coi như delete này đấy là cái volume light này là cho đèn này nhá. Đó, là các bạn cũng ạt rồi coi như là nhấp vào đây set up để các bạn chỉnh những cái giá trị này này. Tất cả những giá trị thì các bạn có quyền điều chỉnh, nhưng thầy không có điều chỉnh. Thầy chỉ có nhấp vào đây chọn cái noise, cái ở mao lên bao nhiêu thì mà lên thì cho bằng 1 cũng được, cái size này xuống bằng 5 nhá, cho nó nhỏ thôi. Đấy là xong được cái thằng đèn này. Làm tiếp đến cái thằng này, nó cũng phải có ha, cháu nó cũng phải có riêng của nó, nhạy nhất vào ạt thì coi nhắc lại bài để các bạn nhớ thôi. Ok một cái này, trong chọn nó nhấn vào set up giống như các bạn nhấn số 8 rồi, vào đây là các bạn cứ kéo xuống dưới đây, cũng hai cái volume, một cái volume của đèn này, volume của đèn này. Đó, là các bạn cũng chọn này, cũng noi các bạn dùng cái thằng này đấy bằng 5, cái này này mau lên bằng 1 thì cũng được tùy. Ok, thế là xong nhá. Render thử nào. C. Đó, để các bạn nhìn qua cái chỗ này là có cái cửa sổ, thì vẽ chơi chơi cái song cửa xấu òm này, chơi chơi để cho cái tia nó đi qua thôi, là cái thằng này có một cái đèn nó dọi xuống xem màu mè thế nào ha. Đó, trước tiên trước khi render hãy nhớ cái phản ứng đầu tiên trước khi render là cần cho nét cái đã. Chứ quên lúc đấy lưu cái này là mắc 315, lưu mắc 18 này. Đó, lần sau mở lên là bắt buộc nó phải mắc 18 này. Đấy, có mỗi lưu file lâu lắc lâu lơ. Nhưng render cái này là cũng mệt phết. Nha, render cái này để đợi được thấy cái tia sáng ra là cũng lâu lắc. Vì render nó sẽ nặng hơn, nhưng mà nó nhìn nó nghệ thuật hơn tí. Giả thiết cả mình. Nào, đây thầy render, trong lúc thầy render thì các bạn cứ làm gì làm đi, đợi nó kết quả nó xong. Xôm xôm một tí thì cũng tắt thôi. Nên không có để. Úi giời. Thế là chuyển từ mắc 15 sang mắc 18 nó đen thui từ lùi. À may quá. Đấy. Mà bây giờ nó lại đây, các bạn sẽ thấy cái này một tí là vấn đề như này. Cái này để tí nữa thầy coi lại làm sao mà nó ánh sáng màu tím nát ra đây mà đang không thấy tia. Có cái đèn này volume light ở đây mà đang thấy kém quá, nó đang kém quá, mà cái thằng này mạnh thế này rồi mà còn không thấy tia đâu, để thầy kiểm tra lại xem sao. Nhiều lúc nó đang bị giả một cái là đôi khi chúng ta sử dụng cái V-Ray ở các phiên bản khác nhau, một cái là nó lỗi cái mapping của ánh sáng như thế nào đó mà thầy không hiểu, mà nó không có nhìn thấy cái tia đấy được, hoặc là đến render xong mới thấy tia, nó lắm chuyện. Những cái phiên bản mắc của 2018-19 thầy đề 17-18-19 thì đều thấy bị cái trường hợp lỗi ánh sáng như thế, nó hơi khó chịu. Đến cái phiên bản 21-22 là thầy thấy nó rất là xịn và nó hiện lên ngay từ đầu. À, những cái map ánh sáng đó hiện lên ngay từ đầu, render nhẹ một cái là thấy cái tia sáng đấy liền, tức mạnh yếu biết ngay, tắt luôn, set up lại. Còn cái trường hợp này đang không thấy đâu. À, đó. Nên là cứ ráng đợi thêm một tí xíu nữa để xem như nào để có thể set lại. Chả thế đâu, tắt đi thì thử lại xem sao.
Làm lại, cứ lâu lâu thì chúng ta phải làm lại, những cái trường hợp này không thấy là phải làm lại à. Các bạn làm lại lại được. Đấy. À cái này khoảng khoang cái này cái khoảng cách tạm thời thì bỏ cái khoảng cách nó đi. À, cường độ thì cứ để như thế này. À, cái decay bắt buộc phải đổi qua cái này, không lia pha gì hết, cho mày đi tẹt ra. À, đó. Cái thằng cái volume line này bây giờ thầy add lại thì sẽ xóa nó đi. À, delete. Nhớ nha, cái trường hợp này là volume add lại một cái. Thôi cứ để yên không thèm setup cũng được. À, thầy thử xem chưa cần hạt bụi. Nó sẽ có tia cái đã, chưa thèm hạt bụi. Đối với cái thằng này, bây giờ các bạn cũng làm lại bằng cách là bây giờ là thứ nhất lia pha nó không có, cường độ vẫn vậy ha. Đấy. Map shadow là phải có. À, cái này hình như là không dùng V-Ray, dùng cái map shadow thôi. Quên mất. Cái V-Ray nó nhẹ, nó làm nhạt cái bóng đi quá. Nên là chúng ta dùng cái map shadow chứ không thằng V-Ray shadow ha. Đó, map shadow này. Cái thằng này thì sẽ đẩy nó mạnh lên một tí nữa để các bạn nhìn cho nó rõ, coi nó hơi gắt nhưng mà nhìn nó rõ xem sao. À, cái volume line này lúc nãy nó đã không thấy thì bây giờ chúng ta delete và chúng ta add lại. Đó, add lại thì nó có thể nó lại sẽ lại ok. À, xem một cái rồi chạy tiếp. Có sao thầm lâu lắm đó đấy, làm lại phát thì lại được. Thấy không? Tất nhiên thì chưa nói cái cường độ mạnh yếu thế nào, mạnh quá thì chúng ta giảm chút thôi đó. Các bạn thấy tia sáng nó chiếu xuống đây, ở đây nó cũng có tia chiếu vào cửa sổ à, nên nó mạnh quá chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm lại cường độ là thứ nhất. Với cả cái volume line lúc đấy là thầy lười chưa có setup cái hạt cho nó, chứ nó các bạn không thấy nhiều hạt mấy đâu. Đó, nó sẽ đi qua cái xong cửa sổ xong to là các bạn nhìn thấy rõ lỗ xong các bạn nhìn thấy rõ hết. Cái này nó kia nó chiếu xuống đây nó mạnh quá các bạn sẽ giảm lên xuống cho nó cháy hết đó. Là nhiều lúc các bạn trải nghiệm những cái loại ánh sáng này nó vui lắm, nó khá là đẹp, nội thất karaoke cà phê mà các bạn ứng dụng những cái này nhìn là hay. Trong nội thất gia đình các bạn cũng không cần dùng cái này, loại đèn kẹt kích này, mà nên dùng cái loại đèn nào đi chiếu vào cửa sổ mà nó sẽ tia như này thì các bạn sẽ thấy nó hay hơn. À, nó có bóng nắng ở dưới sàn nhà và nó có tia sáng đi qua. Các bạn cứ đợi render xong mà coi. Nếu như cái xong cửa sổ các bạn to to một tí, đừng có bé quá. To một tí các bạn sẽ thấy nó đứt quãng, cái tia sáng nó đi qua cái xong cửa sổ nó bị đứt quãng, giống y chang ngoài đời thực. À, ngoài đời thực như nào nó y chang như thế. Nhất là bạn nào ở quê ấy, mà buổi chiều có cái dạng khói, khói lam chiều. À, đó, là các bạn sẽ thấy nó đẹp lắm, ánh sáng nó đi đẹp lắm. Hoặc là buổi buổi trưa nấu cơm những cái bếp rơm ở nhà nông thôn ấy, khói nó lên ánh sáng nó đi chéo ngang qua cái tia nó chiếu nhìn nó đẹp lắm. Các bạn nhìn thấy khói bụi nó bay trong cái tia nắng trong không khí nhìn nó rất là đẹp và có thể thể hiện được như thế hết. Hoặc là trời mưa ở thành phố thì trời mưa thôi, vừa mưa xong diễn tả được đường nó đang có tí nước, trời nó đầy hơi nước, đèn đường nó sẽ u ám ám có tia sáng đẹp lắm ha. Lúc đó cái không gian chúng ta nó có hơi thở lên rất là nhiều, trong cái không gian sân vườn các thứ các bạn thể hiện được những cái ánh sáng như này, hay là trong phòng ngủ một cái chỗ nào đó, ví dụ bài của bạn Hương này, cái ánh sáng đi qua cửa sổ cái này em làm được ok không vấn đề gì, đẹp là đằng khác. Nhưng mà nếu như em có thể là làm những cái cửa sổ nó có cái lam, nó có cái song song cửa sổ, nhưng song cửa sổ làm nó nhiều loại đẹp lắm ha. Em có lên mạng rồi ở trong đây nó có những cuốn sách để nhớ nó về những cái lam cửa sổ cửa kính ấy, hiện đại và bây giờ nó ưa chuộng nó rất là đẹp. Em cũng cần phải cập nhật những cái mẫu, những cái kiểu dáng đây này, những cái song cửa sổ này như có một số loại nó xén xuống, một số loại nó rất là đẹp. Như cái này mà ánh sáng đi xuyên qua nó tạo ra cái lam nó đẹp lắm ha. Em có thể vẽ ra dễ bằng cái đường line hay là ấy được
một số cái file 3D nó có sẵn những cái đó, bây giờ nó bán sẵn ở những ngoài chợ, ngoài thị trường, những cái đó rất là đẹp, để nhìn bình thường nó cũng đẹp mà ánh sáng đi xuyên qua nó đẹp lắm ha. Đó, để các em có thể ứng dụng cái đó. Ok, hiểu về trò chơi này chưa? Nhớ cái đó nhá.